Giới thiệu các bạn một cái kỹ năng làm bia trứng nguyên liệu, có thể 2 3 quả trứng, 1 lon bia hoặc 3 4 lon bia tùy vào cái tiểu lượng các bạn. Thì các bạn sẽ nếm thử cái vấn đề này, thực hiện trải nghiệm nó như thế nào. Thì đầu tiên là ta sẽ đập quả trứng ra và tách lông đỏ. Kỹ thuật này là rất cần thiết các bạn nhé. Lông đỏ mà các bạn để thì nó sẽ rất tách, tách lông đỏ vào đây, cho lông trắng vào đây các bạn này. Đấy. Đấy, cho lông trắng này. Đấy. Đấy. Phải tách hết lông trắng. Mới đảm bảo chất lượng được các bạn nhé. Lông trắng mình tách ra hết. Đấy. Thì đây sẽ còn là lông đỏ nó thôi đấy. Đấy. Đến cái thời điểm này thì có thể cho qua cho lại như thế này thì chỉ còn là lông đỏ rồi các bạn. Bao nhiêu lông trắng ra hết rồi đấy, bây giờ bạn bỏ đây. Tương tự như vậy cho quả trứng thứ hai. Đấy. Tách lông trắng ra các bạn. Đây là một kỹ thuật rất khó. Khi nào tách hết lông trắng ra thì mình đạt yêu cầu. Đấy, chỉ còn lông đỏ các bạn. Lông đỏ nhảy xuống ạ. Nó tách đi cách là đấy. Còn lại lông trắng các bạn. Lông đỏ thôi. Còn đổ vào đây. Đấy. Bước tiếp theo là các bạn phải quẩy đều. Các bạn quẩy đều đây. Đánh cho tan đấy. 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 Đấy chỉ lông đỏ các bạn. Đấy. Đấy. Bước tiếp theo các bạn bỏ bia vào. 2 quả trứng 1 lon bia là vừa các bạn. Cho bia vào. Các bạn thấy bia vào đấy. Và tiếp tục đấy. Đấy. Rất thơm các bạn. Đánh khi nào bia quẩn với lông đỏ hết thì trứng sẽ chín, và trứng sẽ chín thì còn cốc cốc bia trứng gà rất ngon các bạn. Uống vào là thì rõ ràng là khỏe hẳn đấy. Phải cho thêm bia vào để trứng nó chín. Đấy, một cốc cà bia, một cốc bia. Chín chín trứng và lúc đó thì rất thơm các bạn, những mùi thơm phức. Rồi các bạn rót ra cốc để thưởng thức thôi. Đến khi nào mỏi tay các bạn. Rất bồi dưỡng.
Bao nhiêu bia này, từng này bia là đủ làm để chín trứng. Bây giờ chúng ta có rót ra cốc để uống các bạn nhé. Đây, cốc bia. Các bạn nhìn cái cốc bia. Đây, một cốc bia. Đây. Đây. Đây là tác phẩm của một cái cốc bia trứng gà. Đây các bạn xem. Đây. Đấy. Rất ngon, thơm mùi vị các bạn. Các bạn có thể đẩy vào trong này. Rồi. Được tan hết đấy. Rất chi thơm. Nào đánh tiếp. Mời các bạn nha, thưởng thức cái hương vị bia trứng gà. Ôi chà, thơm quá. Mùi thơm rất đặc tả. Ôi chà, rất thơm. Thơm phức. Mùi trứng đã chín rồi. Đấy. Thơm phức. Tiếp tục. Đây. Mình cái bọt đuổi các bạn này. Ok, đấy. Hai cốc đấy. Thơm. Thơm. Rất thơm. Bọt cũng thơm các bạn. Rất thơm. Chào các bạn nhé.